Bây giờ chúng ta sẽ xét xem á, câu lạc bộ câu cá này có phải là một cái thú vui tao nhã, nó có phải là rèn luyện cho người ta được trầm tĩnh, được kiên nhẫn, và cái tâm của người ta nó được nhẹ nhàng sáng suốt không hơn, thì chúng ta sẽ coi. Chúng tôi coi bằng cách thế này. Trong cái câu lạc bộ đó có hai hội viên. Cái người hội viên thứ nhất đó, là coi như là tay nghề cũng khá cao, tức là ai câu thì ít cá, chứ ông này câu là bảo đảm là không có đi về tay không. Thì ông này có một cái thú là khi ăn thịt cá đó là rất thích ăn cái bao tử. Thì cái hôm đó là ở bên gia đình vợ nó mới làm cái lễ mừng thọ của bà mẹ vợ, mà gia đình bên vợ rất là giàu, cho nên là thức ăn là đãi thực khách đó, là ê hề. Nhưng mà đặc biệt đó là những cái con cá lớn đó được mua về và coi như là để nguyên con vậy chiên đem lên ăn. Thì cái ông này có cái sở thích là ăn cái ruột cá với bao tử cá, cho nên khi moi ra ông nuốt ông ăn. Thì khi ông ăn rồi nó bị dướng trong cái cổ họng, thò tay ông lấy vô, thì đó là máu nó tràn ra, rồi cuối cùng nó đưa đi cấp cứu thì giữa đường chết. Khi mà giữa đường chết nhưng mà người ta dẫn chở tới bệnh viện, rồi khi người ta tìm hiểu ra thì mới biết là cái lưỡi câu nó nằm trong cái cổ họng. Mà khi ông chết như vậy á, hai con mắt cũng không có nhắm lại, mà cứ hai con mắt nó trợn trừng lên, còn cái miệng thì nó ngoác ra, và bên nó thì đầy máu trong đó. Thì làm cho những người trong cái câu lạc bộ đó họ rúng động, nhưng mà chưa rúng động bằng một cái người hội viên thứ hai. Cái ông này đó nổi tiếng là tay sát cá ở trong cái nhóm đó. Ông này đã không đi câu cá thì thôi, mà đi là đầy ắp, chứ không có nói đến cái chuyện mà có cá. Thì hôm đó là ông đi dự một cái lễ tang của người bạn về là 11 giờ đêm. Thì ông lái xe về. Thì cái con đường đó là con đường quen thuộc của ông, không có lạ lùng gì hết. Nhưng mà 11 giờ đêm rời khỏi cái đám tang đó, thì ông lái xe một đoạn đường thì ông thấy một cái chuyện lạ lùng xảy ra đó. Là tại làm sao đằng trước mặt của ổng là cái con sông nó rất là lớn, mà nó mênh mông rõ ràng, thấy không có sai. Ông cứ nghĩ rằng không biết mình có đi lạc đường hay không, cho nên là ông mới thắng lại mà ông bẻ cái đầu qua để cho nó đừng nhào xuống sông. Thì khi nghe làm một cái rầm xuống đó thì ổng là bất tỉnh, người ta đưa ổng vào trong bệnh viện. Thì cái xe của ổng là nó đụng vô cái cột đèn chứ không có cái con sông nào cả. Thì khi mà đưa vô bệnh viện đó thì những cái vết thương mà trên người của ổng đó vài tháng sau thì nó lành dễ dàng. Nhưng mà riêng đó cái miệng của ổng thì cái răng, hai hàm răng của ổng nó rụng hết, không còn một cái nào hết. Cái thứ hai nữa là cái môi của ổng nó bị tét ra nha. Bác sĩ may lại mà vừa cắt chỉ là nó lét trở lại, mà nó bị 7 lần như vậy. Rồi cái dòm họng của ổng lúc nào nó cũng đỏ, nó rỉ máu ra, nó không làm được. Thì ông cứ ngoác cái miệng ông ra mà ổng đau đớn như vậy. Thì ăn thì người ta cho thức ăn vào bụng, đưa ống để vào bụng chứ không có ăn được. Để từ cái cổ họng đi ra không ăn được. Thì cái hôm đó là như thường ngày đó, vợ ổng mới vô thăm ổng. Thì cái bữa nay thì bà cũng vô như bình thường thôi, nhưng mà tự nhiên bà vô đứng tới cửa bà nhìn thấy đó, tự nhiên bà buộc miệng bà nói thôi. Bà mới nói sao mà ông ngoác cái miệng ông ra đó giống như là cái miệng con cá vậy. Tức là bà thấy nó đỏ hổm, mà cái môi ông đứt chẻ ra vậy nè. Thì khi ông nghe vậy ông giật mình, ông mới nhớ lại đó là ông có một cái tánh rất lạ. Đó là cái lúc mà ông câu con cá lên mà dính á, thì thường cái câu con cá lên á mà nó bị dính cái lưỡi câu, người ta hay bóp cái miệng nó rồi người ta từ từ gỡ cái lưỡi câu ra. Còn ổng là không, nếu mà nó vô trong bụng hay là nó ở trong miệng ổng, cái động tác của ổng là giật ra. Còn nó tét cái miệng của nó tới đâu đó bổ máu tới ra thì không cần gì cái suy nghĩ của ổng á, là trước sau gì ổng cũng làm thịt nó luôn. Thành ra có gỡ ra từ từ hay là giật một cái cho mạnh thì cũng giống nhau thôi, cho nên giật ra cho nó nhìn. Thì cái khi mà ổng nghe vợ ổng nói vậy, ổng giật mình, ổng mới nhớ lại cái đó. Thì ổng mới là sợ quá, ổng mới nói cho vợ ổng nghe. Thì vợ ổng nói bây giờ đó là như vậy là bên cái bệnh viện này đó người ta không thể trị được rồi. Bây giờ chỉ có cái là mình đi chùa mình sám hối, mình cầu nguyện thôi. Rồi sau đó thì may ra nó mới qua được, chứ còn nó cứ vậy hoài là coi như bao nhiêu các cái loại chỉ tốt chất, tẩm hóa chất rồi đủ cả mọi thứ nó vẫn không lành. Nó cứ vừa hiếp cái miệng lại thì người ta cắt chỉ thì nó lại quát ra, nó chảy nước, nó rỉ máu ra, nó cứ như vậy 7 lần. Nhưng mà cuối cùng thì cái người vợ đó với lại ổng nó là biết, cho nên là cứ đến chùa sám hối thành tâm thì sau này nó lầm lại dần dần. Thì như vậy chúng ta thấy đó là chúng ta thử xem là cái câu cá có phải là thú vui tao nhã không. Bây giờ muốn biết nó dễ lắm. Cái cách mình nhìn cái vấn đề đó là cái nhân quả là bao giờ nó cũng là lật ngược vấn đề lại thôi. Bây giờ mình là người gieo rắc xuống và người ta là nạn nhân. Bây giờ mình ở trong vai trò nạn nhân đi. Nếu bây giờ mình hoặc là con cái mình mà có những cái người khác mà họ chơi rắn mắt, họ quăng vô, họ móc ra cái miệng mình, họ lôi đi ra ngoài cái cửa ngõ, là con mình họ cũng môi vậy đó, lôi ra vậy rồi họ giật cho tắt quát chơi rồi họ thả mình ra, thì mình thấy thế nào? Chưa kể là nó làm như vậy đó rồi nó lại còn ăn thịt nữa thì mình sẽ tính sao? Nếu mình nghĩ ngược lại đó thì mình nói cái này là tao nhã hay là mình nói cái này là cái độc ác nhất của con người? Mình có nói có điều kỳ lạ mà không ai để ý đó, mặc dù thấy rõ ràng hết, thấy hết, không ai không thấy đó. Nhưng mà khi mình thấy rồi á, mình thấy cái thấy mà thấy sâu của mình á, mình mới thấy kỳ lạ đó. Là chúng ta khi mà mình đập đầu con cá nó dễ rồi mà cắt cái con cá ra thì cái máu nó cũng y máu người thôi. Đó là cái điều nhìn sâu mình thấy thôi. Chứ còn đập đầu con cá là biết rồi đó, con cá có máu là biết rồi đó. Nhưng có bao giờ mình nghĩ rằng đó, té ra con cá này nó có máu, con người cũng có máu vậy? Có bao giờ mình nghĩ vậy không? Và cái khi máu trong cơ thể mình đó, mà nó rời khỏi cái con đường khép kín của nó để tràn ra ngoài á, thì theo con người của mình hiểu đó là sự sống hay cái chết. Và cái chết này nó có bi thảm hay không thì thấy liền. Như vậy nó tao nhã ở chỗ này. Và cái thú vui này đó chỉ là thú vui của ma vương mà thôi, chứ không phải là thú vui của con người. Vì con người nó có cái thiện, nó có cái tình thương, nó có cái sự thông cảm, nó có cái sự hiểu biết. Còn cái thú vui của ma vương đó thì nó không đủ trí tuệ để hiểu rằng tất cả những chúng sinh có lục căn, hay vì những chúng sinh trong luân hồi cũng đi từ trong cái hoạt động của tâm mà tạo tác nên cái hình thể thôi. Thì người ta không dám làm gì. Còn nếu không, cái gì người ta cũng dám làm hết.